Trần ơi chết. Mày chạy không kịp. Lên lên quay lại về đâu? Quay lại đi. Xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp và trải nghiệm một cái sản phẩm nó mới ra mắt chỉ tầm độ hơn một tháng thôi. Vô cùng hot luôn. Đó, cái hộp của nó vô cùng bí hiểm. Không có một cái thông tin gì cả. Đó, mình sẽ cùng anh em mở nhá. Nó có tí bất ngờ một chút vậy. Nhưng mà anh em đọc cái tiêu đề clip này thì chắc biết hết rồi. Đây chính là nhân vật chính ngày hôm nay. Con gimbal siêu nhỏ gọn. Gimbal Zhiyun Smooth Q2. Cái khung này full nhôm này. Cái tay cầm này nó có bọc lớp cao su ở đây. Nào, đầy đủ phụ kiện của nó nha. Đó, cái kẹp điện thoại này. Trong này chắc là rất sạc. Nó dùng jack tai C. Nó dùng cell 21700 Leon battery 3,6V này, 4500 mAh, 16,2Wh này. Pin chính hãng của nó luôn. Nói chung là tất cả những gimbal này thì là cái chức năng nó thì là 90% như nhau. Chúng ta chỉ cần test xem là nó có chống rung tốt không này, dùng có nhỏ gọn tiện lợi không thôi. Chứ cũng những cái app của nó thì nó cũng chả có cái gì mấy cả, dùng mấy chức năng linh tinh thôi. Có lẽ mình sẽ đi quay thử nghịch luôn anh em nhé. Đây nó có mấy cái hướng dẫn này. Toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đây nó có app này. Mình sẽ thử cài con Note 10 vào đây xem nào. Rồi. À. Chính cái này là nhỏ gọn đấy. Ồ, dùng cái này mà đi du lịch thì cầm có chuẩn bài. Nó không to như những chiếc mình hay dùng cồng kềnh trước. Đây, quay thoải mái này. Ồ. Đúng là cái này cũng chất lượng 360 độ luôn anh em ạ. Tiện đấy. Cái này đi đâu quay clip thì làm vlog trên điện thoại này chuẩn bài anh em ạ. Cái chỗ này nó sẽ có 4 cái chế độ anh em ạ. Thường thường nó để cái L này hoặc là F này. Đó, cái L này là các bạn nó sẽ cố định một góc này nha. Các bạn chỉ có thể chỉnh ở đây. Đó, hoặc là chuyển sang chế độ F này. Đó, nó sẽ follow là ý là nó sẽ theo cái tay của anh em quay hướng nào thì quay hướng đấy. Các bạn không cần chỉnh nữa. Xuống này, lên này. Đó, lên xuống, quay này. Quay này. Đó, thấy không? Còn các bạn chuyển sang cái chế độ đây thì mình sẽ thử POV. Cái này mình cũng chưa đọc. Thì là nó sẽ cũng theo anh em, nhưng mà nó có thể theo được hướng cong luôn. Đó anh em thấy không? Nó có thể cong được theo cho các bạn là có thể quay những clip mà nó sinh động một tí. Đó, nó có thể quay được theo các hướng luôn. Đó, còn bấm một nút nữa sẽ là tắt cái chế độ này. Tắt gimbal luôn cũng được. Cái gimbal vào chế độ nghỉ luôn. Không thể điều khiển cái gì cả. Anh em bấm một nấc nữa nhé, sẽ vào cái nút PF này. Đó. Ở đây nhá, anh em có thể chỉnh là theo cái hướng quay sang. Quay sang bên này được, quay sang bên này được. Nhưng mà lên xuống thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh bằng cái nút này. Đấy, cái nút này nó chỉ hỗ trợ anh em quay hai bên ngang thôi. Còn lên xuống thì nó sẽ cứng lại này, đó nó sẽ thẳng cái góc. Anh em muốn lên xuống thì phải bấm vào đây. Đấy. Còn cái nút L này là đa hướng, bốn hướng luôn. Nó sẽ khóa cứng lại bốn hướng chỉnh bằng cái này. Đấy, bốn hướng sẽ chỉnh bằng cái nút joystick này.
đơn giản thôi. Rồi bây giờ sẽ đi tìm chỗ nào để test anh em ạ. Lên đường nhá. Rồi anh em ạ, mình vừa đến Sài Gòn này, trong chuyến công tác nha, có mời dàn mod đến cà phê. Đây ông Thuận đây, bên này đây, thích đồ cũ.com này. Đây ông Đặng Hải, đây ông mod Sơn này, xem trong máy cho nét này. Từ đó, rồi, đây ông Long Vũ. Đó, bây giờ cho ông nào trải nghiệm trước. Cho em đi, cho em đi. Thuận nha. Đó, đừng cầm trên cái motor đấy. Bấm vào camera này nào. Bấm sang video này cho nó full cho đẹp. Mà để ảnh full luôn cũng được. Đó. Thử chức năng nào. Ô, Thuận đi trái à? Em thấy trái mà. Bấm sang bấm nhanh hai nút chuyển sang cái độ mà nghiêng nghiêng á. Cầm là cảm giác cầm thế nào? Em cực kỳ mà say mà không có cảm giác như kiểu như mình đang đưa mạnh này, đưa mạnh này. Máy gần như là không rung luôn. Không rung thế nào đúng không? Không rung tí nào luôn. Thế nhỉ. Mà máy này cầm rất chắc tay lắm, bỏ nhôm. Bỏ nhôm full luôn. Nhôm full luôn, chắc tay. Cho Hải thử nào, đến lượt Hải như nào. Bật flash lên mắt Hải đỏ. Đây nhìn ngang cái đứa này. Quay lại. Đó. Chú phải quay về đằng này. Đấy đúng rồi thế. Hạ dùng gimbal nhưng mà đúng không? Dạ. Ủa con này với nốt 10 như trời sinh một cặp ấy. Ở trong quán cà phê nha mọi người, nó hơi tối. Bật flash lên là soi mấy mắt mấy ông mod này đỏ quá. Lắc hơi bị sướng không? Hơi sướng đúng không? Mà nhỏ gọn chắc tay nhỉ? Chắc tay. Được lần đầu tiên được cầm. Cái dòng này thì Việt Nam vẫn chưa có về mấy đâu nhá. Con này mới ra mà, mới ra bắt đây. Tháng vừa rồi mà. Smooth Q2 đấy. Đây, những đợt sơn thử nào. Ông Long đang chuẩn bị trải nghiệm này. Đẹp lắm rồi ấy. Ôi này, cái flash đấy mắt, mod nạo đỏ ao không? Thế nào Sơn? Êm đúng không? Tối quay tay thôi á. Chú bấm vào cái nút POV á, đưa anh bảo bấm đây này. Đó, nháy hai nút vào đây. Một này. Đó, bây giờ nghiêng vào nhau, nghiêng đi, nó quay theo. Đó, hay không? Hay không? Đó, đảo như sóng biển luôn chứ. Long thử rồi. Ông này có kênh nhưng mà là đầu tư con mà quay long ạ. Chắc phải đầu tư anh ạ, cầm cá quá. Cái gì ấy nhỉ? Long đi đi. Long đi. Đi ai quay. Thế phải không? Cầm cá thật mà nó nhổ quá. Cái này mai đi phố Tây Bùi Viện á Thuận ạ, quay mấy đoạn đẹp đẹp hay đấy. Đúng rồi, đi dạo bộ anh. Đúng rồi, đi dạo quay thử. Cái này đi dạo cầm đế này. Chân nháy lại thế này này. Đây là chỉ đứng ngồi ở bàn thôi đấy. Cái này mà chạy thì thôi rồi luôn. Đấy không? Bao dung luôn. Mai đi sẽ làm một cái video chạy thử anh. Đúng rồi, cho Thuận chạy thử. Thay ông trường. Thằng quay phim. Đúng rồi. Rồi nha, mình sẽ uống nốt cốc cà phê đây, xong tí chuẩn bị đi tìm chỗ nào quay thử cái này như nào. Bây giờ test thử chạy anh em nhá. Cho ông Thuận này, ông cầm ông chạy này. Ông dồn theo ông Hải chạy con xe này. Chạy rồi chứ. Mày chậm xe không kịp. Lên quay lại về đâu? Quay lại đi. Rồi ok. Chạy nhanh lên. Mày đừng qua đó, chạy nhanh chứ. Mày đừng. Chạy đi. Dừng lại. Đây anh em ạ, cùng một dòng này. Con này là Smooth Q2 nha, mình đang review dở đây. Có sang nhà ông Tân chơi tí. Đây ông có con Smooth Q4 đúng không? À con này Smooth 4 thôi, không có Q gì. Này nhìn này, nó cồng kềnh như này. Dài to gấp đôi luôn. Đây là chưa kể cái độ này. Bây giờ ai người ta dùng cái to dài thế này đâu, dùng cái nhỏ gọn thế này chứ. Đây. Lê Bá Lưu. Dạo mấy vòng này, bên nhà anh Tân luôn. Phun đồ nhá. Như vậy là sau một vòng đất nước này, nó đã trở về với căn phòng cơ nhân tạo của mình. Đó, anh em thấy không? Cái lúc nãy mà ông Thuận ông cầm, mình cho ông đấy nghịch thử. Chú Thuận mod nhá. Chú cầm chạy
kinh quịch luôn. Thế mà nó không dùng cái clip anh em xem đấy. Nó ngon này mà. Đang làm cái bể thủy sinh em ạ, cái bể V2 nhá. Nó cho để nghe né né một tí để giữ lại cái gọi là bí mật. Chắc là tầm độ chục hôm nữa có thôi. Mình mới làm được có chính là được 10 ngày đấy. Đây còn cái bể V1 thì anh em cũng xem nhiều rồi. À, mình chuẩn bị làm thêm một cái clip về mấy cái đèn này nha, cái đèn LED này. Mới lấy bên cho chú Thuận đấy, thích đồ cũ luôn. À, đang quay một vòng của nó đây. 360 độ luôn. Nhỏ gọn, đúng là nhỏ mà có võ thôi. Cầm nó không bị nặng. Quay mà nói chung là anh em đúc đi du lịch nhá, cực kỳ nhỏ gọn luôn. Hành lý trên tay nó không nặng như những cái khác. Anh em muốn mua có thể truy cập liên kết mình ở trong mô tả video hoặc là xem chi tiết hơn về nó. Cũng là đáng đồng tiền bát gạo nha. Rồi, hẹn gặp lại anh em video sau nhá.